Và đây chính là cái intro. Cuộc đời anh là một hành trình dài và âm nhạc là quyển nhật ký giữ cho mình tâm hồn thanh tịnh, chống lại mọi định luật vật lý. Có người đến và có người đi, cũng có người lên với anh rằng ngay cả khi trời tăm tối nhất thì vẫn có thể sẽ có ánh trăng. Ngọn hải đang một mình trước bão, vẫn đứng thẳng không bị làm sao. Làm mọi việc mình đáng tự hào, vẫn bản lĩnh nhưng không tự cao, và anh sẽ luôn là như vậy. Tìm em trong thế gian này, kim đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, anh vừa thức trắng đêm nay. Và anh gọi đây chính là âm nhạc của anh. Hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn, Sơn Nguyễn aka rapper part time. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học sâu hơn một chút về các cái thuật toán hồi quy. Thì mình sẽ đi sâu vào cái phần toán học của nó. Hôm trước thì mình có giới thiệu nó sẽ dùng trong những trường hợp gì rồi. Và trước khi mà vào học ấy thì mình muốn cảm ơn bạn Trung Trần Bá Trung. Ok, bạn đã chỉ mình cách đọc cái chữ. Trước đây thì mình đọc nó là Lilia, thực ra thì nó cứ la lá ấy. Nhưng mà từ bây giờ thì mình sẽ đọc nó là Lilia. Lilia. Không biết mình phát âm chuẩn hay không, nhưng mà mình sẽ đọc nó là Lilia. Ok, cảm ơn bạn. Ok, và bây giờ chúng ta đến với cái phần Lilia Regression, chính là cái phần hồi quy tuyến tính. Vậy thì trước khi mà đến thì mình sẽ giải thích là tại sao chúng ta cần phải có cái thuật toán này, cần phải có cái thuật toán này ở trên đời, đúng không? Thì các bạn có thể nhìn hình ở đây này, chúng ta có rất là nhiều các cái điểm dữ liệu này này, đó, điểm dữ liệu chấm chấm màu xám này, và chúng ta cần tìm ra được một cái phương trình để mà tổng quát hóa được cái đống dữ liệu này, để sao? Để sau này khi mà chúng ta có một cái điểm dữ liệu mới, chúng ta nhét vào trong đây, chúng ta sẽ tính toán được ra một cái giá trị tương ứng. Ví dụ chúng ta có một cái giá trị của x, chúng ta sẽ tính toán tương ứng một cái giá trị của y. Nó giống như là một cái phương trình đường thẳng ấy, giống như phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b. Với mỗi giá trị của x thì chúng ta sẽ đoán được ra cái giá trị của y. Hay là đầu x là cái gì? X là ví dụ như là số tầng của cái tòa nhà này, diện tích đất này, đúng không? Và y là cái đầu ra là gì? Là giá của căn nhà đó. Đó thì hay là x có thể là số kg cơm mà bạn ăn vào, còn y chính là gọi là số calo mà bạn nhận được đó. Thì chúng ta cần phải có những cái hàm như thế. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chi tiết hơn về cái thuật toán này. Mình sẽ đọc cái này cho các bạn xem nhé. Thì một cái mô hình hồi quy ấy, nó sẽ mô tả làm thế nào, cách thức how, làm thế nào mà cái the mean value, tức là cái giá trị trung bình của y này, đó, cái giá trị trung bình của y có thể liên quan đến các cái giá trị đã cho của x, given value của x. Đó, cái giá trị liên quan là sao? Liên quan hay là được xác định này, hay là được predict bởi này, bởi x. Đó, thì ở đây chúng ta giả sử này, giả sử chúng ta có cái cặp x1, y1, x2, y2, xn và yn. Đó, thì đây nó là cái gì? Đây chính là các cái cặp random value mà chúng ta viết tắt là xy. Đó, cái cặp biến ngẫu nhiên, random variable là biến ngẫu nhiên, được chưa? Ok, thì tức là chúng ta có thể nhìn thấy, hiểu, hình dung đơn giản đây, xy đây là cái viết tắt của cái này này. Đó, cái này dịch ra có nghĩa là giống như kiểu, thực ra cái từ này mình hiểu nó giống như kiểu là một cái sự thể hiện rõ ràng. Ví dụ nhá, nếu mà bạn học lập trình ấy, thì bạn có một cái khái niệm là class. Đây là class, còn đây là các cái object, từng cái object cụ thể của class đó. Đó, hay là có thể là ví dụ mình bảo đây là chung chung là con người chẳng hạn, nhưng mà đây là ông A này, đây là ông B, thì đây là cái viết tắt thôi. Đó, ok, thì cái đường hồi quy ấy, cái regression line này, nó sẽ được biểu diễn bởi cái công thức này. Đó, với các cái x1, y1, x2, y2 này là các cái biến ngẫu nhiên, thì cái sự liên quan giữa x và y, đúng không? Đây này, chúng ta cần phải tìm cái sự liên quan giữa x và y, đúng không? Đây chúng ta có các điểm dữ liệu đây, x đúng không, y, thì chúng ta cần phải tìm ra cái sự liên quan, chính là tìm ra cái đường này này. Cái đường này được ký hiệu là e đây, đúng không? Y cái ngang x này, thì e nó là cái gì? Nó chính là cái công thức ở trên đây. Cái e này, hay người ta, nếu mà các bạn tìm kiếm và học ở trong toán học ấy, hay trong xác suất ấy, thì nó sẽ có một cái tên gọi là expected value.
tức là các cái kỳ vọng, mong đợi, expect, chúng ta mong đợi, chúng ta kỳ vọng nó. Đó, thì cái kỳ vọng với cái kỳ vọng của y này với x bằng xy này sẽ bằng cái công thức như thế này. Ở đây thì nó bản chất cái công thức này, này nó chính là cái phương trình đường thẳng thôi, không có gì cả. Và bên trên này nó mô tả là với cái x1, x2 là gì đâu, thì bản chất nó là cái phương trình đường thẳng. Bạn hình dung cái phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b. Thực ra thì trong cái khóa học về machine learning của mình ý, thì mình có dùng cái kiểu công thức toán học nó thân quen hơn một chút. Nhưng mà đây mình lấy tài liệu ở ok đây. Đó thì các bạn có thể tham khảo ở trong đây, thì mình nói sẽ đơn giản hơn, chốt lại vấn đề hơn. Thì bản chất nó là y bằng ax cộng b thôi. Thì đây là một cái phương trình đường thẳng, đó, với beta là hệ số gọng, được chưa? Còn xy này chính là từng cái giá trị đây này, với y từ 1 đến n. Đó, thì về mặt hình học ấy, thì một cái đường về mặt hình học thì chúng ta thể hiện như thế này. Ok, đây, cái e chính là cái đường này, đó. Và mục đích của chúng ta là sao? Từ những cái điểm kia, chúng ta cần tìm ra được cái đường này. Đó, mục đích của chúng ta nhé, mục tiêu cuối cùng là chúng ta cần tìm ra cái đường này, để sau này khi mà với cái mỗi cái giá trị của x ấy, thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái giá trị của y. Ok, ok. Ok, chúng ta tiếp tục. Thì ở đây có một cái câu hỏi, đó là how about the relationship, tức là làm thế nào hay mối quan hệ của individual value của y, là giá trị riêng của y này, với một cái giá trị của x này, nó quan hệ với nhau như thế nào, mối quan hệ của nó là gì, nó dựa trên cái nguyên tắc như thế nào. Đó, với mỗi giá trị đây x value, tức là với mỗi giá trị của x ấy, ví dụ như là x1, x2, x3, xn ấy, tức là x1, x2, xl là mỗi cái giá trị của x ấy, thì cái giá trị riêng của y này, đó, tại sao nó lại ở around, tức là nó ở xung quanh cái khoảng gọi là mean là trung bình ấy. Đó, tại sao nó lại có một cái giá trị xung quanh cái khoảng trung bình và đó, và được, và nó lệch đi một tí, được tính bằng cái này. Thì các bạn cứ tưởng tượng như sau. Chúng ta có một cái tập hợp rất là nhiều điểm dữ liệu ở đây, thì chúng ta cần xác định được hai đường thẳng để mà chúng ta vẽ cái đường thẳng này đi qua, đúng không? Thì mình có thể xác định ngay được một điểm, đó chính là cái trung bình của các cái điểm dữ liệu này lại, cái trung tâm ấy, hay nếu mà tiếng Anh thì nó gọi là central, có một cái khái niệm. Ok thôi, kệ, bỏ qua đi. Thì đại loại là các bạn nhìn thôi, các bạn thấy ngay được là nó ở trung bình. Đây là một điểm của cái tập dữ liệu này, là chúng ta được một điểm rồi, đúng không? Khi mà mình lấy được cái điểm trung tâm này này, đúng không? Sau đó mình sẽ lấy thêm một điểm nữa, thì mình sẽ vẽ được một đường thẳng, đúng không? Còn cái điểm kia ở đâu ấy, thì chúng ta sẽ dùng dữ liệu chúng ta đào tạo từ từ để chúng ta điều chỉnh cái đường thẳng này, cái hệ số góc của nó, chúng ta điều chỉnh để mà nó xoay xoay, nó sẽ ra được cái đường này thôi. Ok, thì ở đây mình sẽ nói tiếp tục đến cái công thức này đây. Ok, cái này đọc là epsilon nhỉ, epsilon của y này trừ đi cái đường thẳng. Cái này là gọi là cái mô hình nhá, gọi là cái đường thẳng này, nó giá trị dự đoán ra với cái xy vào đây đó. Còn cái xy này là sao? Xy này chính là giá trị thật, giá trị thực tế này. Còn cái này, cái giá trị này là giá trị mà chúng ta dự đoán, thì nó sẽ luôn có một cái độ lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, bởi vì nó không thể chính xác được. Các bạn nhìn, thực sự là không thể chính xác được với một tập dữ liệu to như này mà chúng ta muốn tìm ra được một cái đường để mà nó mô tả chung chung này ấy, thì chắc chắn là nó sẽ bị lệch đi một tí. Ví dụ như cái điểm ở đây chẳng hạn, đúng không, mà chúng ta thay vào cái đây này thì chắc chắn nó sẽ phải lệch đi một tí, phải một cái khoảng nào đó, nó không thể nào mà chính xác được. Đó, thì cái giá trị lệch đấy được tính bằng cái sao? Y ở đây chính là cái giá trị thực tế. Còn đây, cái mình bố đen này, nó chính là cái giá trị dự đoán với mỗi cái x y, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể viết một cái cách khác, đó là
cái y này nó chính là bằng cái mô hình của chúng ta này, nó cái giá trị dự đoán của chúng ta cộng thêm với cái độ lệch đấy, được chưa? À, ok. Thì do đó ấy, cái mô hình này nó có thể được viết một cách ngắn gọn, có thể viết giống như sau này. Y bằng alpha cộng với lại beta xy cộng với lại một cái con số epsilon nào đấy. Epsilon này chính là cái độ lệch. Đó. Còn b là hệ số góc đúng không? Beta là hệ số góc này, còn alpha là cái đường chặn ấy của cái phương trình đường thẳng thôi. Không có gì đúng không? Ok. Thì ở đây người ta có nói alpha này, beta là những cái unknown, tức là những cái giá trị cái điểm chặn và cái hệ số góc, cái độ dốc mà chúng ta chưa biết. Đây là những thứ mà chúng ta cần phải tìm ra để mà chúng ta thể hiện được cái mối quan hệ giữa x và y. Ngoài ra thì nó còn một cái biến nữa là epsilon này, có thể gọi là lỗi. Lỗi sao? Là bởi vì là nó cái sự sai khác giữa cái giá trị thực tế và giá trị của mô hình dự đoán. Đây là giá trị mà mô hình chúng ta xây dựng nó sẽ đoán ra, còn đây là giá trị thực tế. Hai cái này trừ cho nhau thì được gọi, cái epsilon này thì nó được gọi là lỗi. Một số chỗ khác nó gọi là loss hay là cost đó, vân vân. Thì đây nó chỉ là các cái biến ngẫu nhiên đại diện cho cái sự sấp xỉ này, cái sự của cái mối quan hệ giữa x và y thôi. Thì những cái biến này nó đại diện cho cái mối quan hệ giữa sấp xỉ cái mối quan hệ giữa x và y. Gọi như thế nó không thể chính xác được. Ok, và ở đây thì chúng ta có một số các cái chú ý. X và y thì nhìn thấy, còn epsilon thì không. Tức là x và y là những thứ mà chúng ta đã biết. Ví dụ như là bạn muốn đoán giá nhà thì bạn biết diện tích căn nhà, đúng không? Bạn x và y ở đây là giá dữ liệu mà các bạn training cho cái mô hình để mà tìm ra được cái đường thẳng này. Thì chúng ta sẽ phải biết x và y, đúng không? Thì sau này khi mà chúng ta cho vào một cái x mới thì chúng ta sẽ đoán ra được cái y mới. Thì cái x và y là chúng ta đã quan sát được, cái này là có quan sát được, quan sát rồi, có thể quan sát được nhá, đã biết đấy. Còn cái epsilon này là chưa. Epsilon này là cái mà chúng ta cần phải đi tìm, hay là ở trong một cái different context, trong một cái bối cảnh khác, thì cái biến x này có thể gọi là right hand side, hoặc là gọi là như thế này, gọi là variable này, independent variable, tức là biến này là biến không phụ thuộc, biến độc lập. Đó, regressor hay là predictor. Tại sao cái giá trị của nó là independent? Tức là x là một biến độc lập, nó không phụ thuộc vào một cái biến gì hết. Được chưa? Còn y thì nó được gọi là left hand side này, mà được gọi là dependent variable. Bởi vì sao? Bởi vì nó phụ thuộc vào x. Y được tính ra bởi x, thế nên là nó là biến phụ thuộc. Nó hay là còn gọi là response, là cái phản hồi, là cái kết quả ấy. Ok, học cái này có vẻ là rất là buồn ngủ. Thế nên tí nữa mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe. Và mình sẽ cắt video bởi vì nó quá dài thì các bạn cũng không xem hết được đâu. Ok, mình sẽ nói tiếp đến cái phần assumption này thôi. Assumption là giả sử, đúng không? Giả sử của một cái regression model, một cái mô hình hồi quy. Thì cái giá trị quan sát được của x ấy, nó là cố định và nó là independent of the error term. Tức là sao? Tức là nó không bị ảnh hưởng, nó độc lập đấy, nó không có cái sự liên quan gì đến cái lỗi, cái lỗi ấy. Đương nhiên là ví dụ như các bạn những cái thông số mà các bạn biết, ví dụ như là cái diện tích sàn nhà chẳng hạn, thì nó chả liên quan gì đến cái việc mô hình dự đoán đúng với dự đoán sai cả, đúng không? Nó là independent. Hay là các cái giá trị mà chúng ta không quan sát được của lỗi ấy, thì nó có một cái mean zero bằng 0. À, tại sao nó lại e đó? Chữ e này đúng không? Expect ấy. Sau đó thì cái epsilon bằng 0, tức là expect nó sẽ bằng 0. Tôi mong muốn nó bằng 0. Tôi rất là kỳ vọng nó sẽ bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì lỗi bằng 0 thì tức là mô hình của chúng ta dự đoán đúng và không có lỗi, đúng không? Đó.
Thì đây là cái dòng này, ý của nó là thế. Cái thứ hai ấy là cái error term, tức là cái lỗi. Nó sẽ có same, nó sẽ có same một cái constant unknown variance. Cái giá trị nó sẽ đây là người ta đang giả định, giả sử nhá. Giả sử là variance là cái sự phân bố của dữ liệu. Đây này, variance. Nếu mà variance càng lớn ấy thì dữ liệu của chúng ta càng phân tán. Và cái variance càng nhỏ thì dữ liệu của chúng ta càng càng tập trung. Thì mình sẽ cho các bạn xem variance là cái gì. Đây. Ví dụ đây là một cái histogram này. Thì với cái bên này này thì cái variance của chúng ta nó sẽ lớn. Thế nên là các bạn nhìn thấy cái sự phân tán của nó trải dài đây chưa? Đó. Còn bên này cái variance nó tập trung hơn, nó nhỏ hơn. Đó, thì ở đây người ta đang giả sử, giả định cái variance của họ bằng một cái hằng số ở đây này, bằng một cái hằng số, và chúng ta unknown, không biết. Đó. Và ở đây thì nó có bảo là các cái error term ấy, lỗi ấy, giá trị lỗi hay là cái sự sai khác ấy, thì nó chúng ta nó cái sự này là uncorrected, đúng không, là nó không liên quan đến nhau. Đây cũng là một cái khái niệm trong thống kê này, thì nó không liên quan nhau. Cái này viết tắt của chữ covariance, đúng không, covariance của các cái lỗi, lỗi thứ i và lỗi thứ j ấy, nó bằng không. Tức là sao? Tức là nó không liên quan gì đến nhau. Hai cái lỗi, lỗi là lần thứ nhất với lỗi lần thứ hai ấy, là nó không liên quan gì đến nhau hết. Đó, thì đó là các cái giả sử của cái mô hình này. Thì mình chốt lại vấn đề là sao? Nói rông nói dài ra thì chốt lại là chỉ là mấy cái điểm dữ liệu này này, và chúng ta cần tìm ra được cái đường thẳng này. Và cái quyển sách này, cái tài liệu này nó nói dài vãi. Nó thực sự là nói rất là dài. Chỉ để giải thích, nhưng mà nó nói dài như vậy thì nó giải thích chi tiết là từng cái thành phần ở trong đây là cái gì, đúng không? Ví dụ như cái đây là cái phương trình đường thẳng này. Ờ ok, e y x kia, đúng không, là cái phương trình đường thẳng thôi. Đâu nhỉ? Đâu ta. Ừ đây, nó là cái phương trình đường thẳng thôi. Đó. Và bây giờ chúng ta cần tìm ra cái phương trình đường thẳng đấy, và họ đang giả sử một số các cái điều linh tinh này. Đó. Và họ họ xong lại có vấn đề lỗi là cái gì, đúng không? Đấy. Thì tóm lại nó nói rông nó dài như thế, thì bản chất thì có mỗi một cái đường thẳng này, mỗi điểm dữ liệu này, bây giờ chúng ta cần phải xây dựng ra cái đường thẳng này thôi, để làm sao để cho mỗi điểm dữ liệu mới vào chúng ta tính được một cái tương ứng, thế thôi. Ok, thì trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái phần xây dựng các cái thuật toán đấy như thế nào, làm sao để mà chúng ta tối ưu cái lỗi đấy, nó là min nhất này. Đó, thì và tính toán cụ thể từng con số 1 cộng trừ nó như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn, video sau, bây giờ chúng ta đã quá dài rồi.